nhờ người mua cho cái em cái sinh cái sim năm sinh của em là 7-8 chỉ vàng cơ. Đấy là đến bây giờ là Việt Anh vẫn còn giữ cái sim đấy, cũng nghĩa đến bây giờ nó bảo nó sợ nhất là nước mắt của mẹ con, bây giờ giống như là gọi lên thì gọi lên thôi nhưng không có niềm tin để mình được trụ lại trong cái đến cái giây phút cuối cùng. Lúc nào nó cũng thương mẹ lắm, đêm điện này lắm, thế mẹ cứ cố gắng, hai mẹ con cùng cố gắng, lúc nào nó cũng động viên mẹ như thế, thì cô nghĩ đấy chắc là cũng là cái động lực của em. Xin kính chào quý bạn đến với kênh YouTube của mình và Bóng Đá Plus. Thì ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại nhà của Bùi và Việt Anh để cùng chia sẻ với chú Bùi Trọng Điệp và cô Nguyễn Thị Thắng, bố mẹ của Bùi Việt Anh, về câu chuyện Việt Anh đến với bóng đá thế nào. Thật sự mà nói, những gì mà cô chú sắp chia sẻ đến đây, chúng ta sẽ rất nhiều cảm động về một Bùi và Việt Anh bản lĩnh, gan lì trên sân bóng, không chỉ trên sân bóng đâu mà còn là ngoài cuộc sống nữa. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau thăm ngôi nhà được xem là niềm tự hào và là điểm mốc đầu tiên cho những cái thành công của Việt Anh trong tương lai. Và điều cuối cùng thôi, chúng ta sẽ cùng tham quan xem phòng truyền thống mở một kép ở buổi nhà buổi Việt Anh có gì đặc biệt. Sẽ cùng chúng ta nói trò chuyện với cả chú Điệp và cô Thắm. Lúc nó còn nói là mẹ ơi, không biết là con có trụ được nữa hay không. Bởi vì thực tế là cứ gọi lên xong lại về, xong có cái thời gian là suy sụp là 8 tháng bị chấn thương. 8 tháng chấn thương. Mà về xong rồi 8 tháng giờ em cũng em đập tành thì mình là đội trẻ U17 Hà Nội. Cái chuẩn bị đá với U17 Hà Nội thì chú thấy phốt cuộc lắm, chú bảo là U10 cầm bút cách 1 tháng rồi chú biết được về cho thầy Việt là chú hỏi là cái tình hình chấn thương của cháu như thế nào. Nếu bây giờ ban lãnh đạo mà không cho cháu bỏ tiền, không cho cháu chụp chiếu thì anh về anh bỏ tiền anh cho cháu chụp chiếu để cho xem là nếu mà có khắc phục được. Trung tâm nó không cho cái tiền đi chụp chiếu, không cho điều trị thì gia đình bỏ ra cho em khắc phục. Thế bắt đầu ông Việt cũng đi xin phép bác sĩ Hùng là mới được như thế. Lúc đấy là Việt Anh là ở nhà đấy? Việt Anh là nó ở trên đội. Nó suốt ngày chỉ ra xem các bạn tập, chứ có được tập tành 8 tháng trời. Cái thời điểm đấy là cứ suốt ngày, có nghĩa là suốt ngày là nó cũng không thể hiện cho bố mẹ biết. Nhưng mà có cái bạn Tài đấy, là bạn nói là Việt Anh suy sụp lắm. Mà nó thì Việt Anh thì được cái là như thế này, kể cả ốm đau hay có một cái vấn đề gì đấy không bao giờ nói cho bố mẹ biết. Không bao giờ nói là con bị ốm hay là như thế này. Đấy, thế xong đến cái lúc mà cái bố của Tuấn Anh đấy mới điện nói với bố Việt Anh là em lên em nhìn thấy Việt Anh cứ đứng ở góc cầu gôn đấy, thương hại lắm, thế em mới đưa đi ăn bát phở thì thấy nó suy sụp tới tinh thần lắm, thì anh chị xem thế nào. Thế là chú mới điện về cho thầy Việt đấy, thế rồi mới cho đi thì khám, thì trong khi đấy là Việt Anh không bị gì hết đấy, không bị gì. Xong bắt đầu mới vào tập là cháu đi đá luôn, em đi đá luôn ở U17 luôn cái đợt đấy, từ U17 đá Thành phố Hồ Chí Minh đấy. Chứ không thì đúng là cái thời điểm đấy là em suy sụp hoàn toàn, nhưng mà cô chú thì không biết gì cả. Đến khi mà thấy mọi người biết thôi vì em nó giấu đặc biệt. Thế xong cái lúc đấy là cô chú lên để nhìn thấy Việt Anh thì như thế nào? Bác sĩ Luân dẫn đi kiểm tra, thế là đưa đi khám mấy nơi là phía xong về cả thầy Huy cũng đi nhờ mấy người mấy nơi để kiểm tra xem cái phim viết được, bảo không việc gì, chỉ 7 ngày sau là cho tập lại bình thường là đi đá luôn. Trước lúc đấy là cũng xác định là nó là như thế, bởi vì là chú thấy 8 tháng trời mà không cho tập tành gì thì gia đình rất là sốt ruột, nhưng còn thực tế thì lúc bây giờ điều kiện cũng không có thật. Thì bắt đầu với điện về hỏi thầy Việt là xem tình hình như thế nào, nếu ra mà nhà trường không cho đi, không kinh phí cho đi chụp chiếu thì gọi là gia đình bỏ ra chụp chiếu, nếu mà theo được thì theo, mà không theo được thì phải cho em giải nghệ, chấp nhận cho em giải nghệ thôi chứ làm sao được. Là cứ đến đâu thì biết đến đấy thôi, chứ thực sự ra mà nói là mình cũng không định hướng, kể cả còn nhỏ cũng không định hướng cho nó đi bóng đá, nhưng đến bây giờ nó cũng đi bóng đá đấy, thế nên là cũng không biết được là em sẽ đi theo cái nghề gì, chỉ biết là lúc đấy nó suy sụp như vậy thì chỉ biết là thương con thôi. Đấy, chứ còn không biết là định hướng như thế nào cả. Nhà thì
ví dụ các anh em họ kia thì toàn người học giỏi, người cũng người nào cũng thành đạt cả trong cái đấy, nên là nhiều lúc cũng thấy thương con, cho nó đi theo cái này. Lúc đấy là cô vẫn trách chú là tại anh nên là mới cho con đi như thế đấy, mà thật sự ra là cứ điện cho con là cô khóc lúc nào cũng như thế. Thế nên là đến bây giờ nó bảo nó sợ nhất là nước mắt của mẹ đấy. Sợ nhất cái nước mắt của mẹ, vì là rất sợ nên cái gì nó cũng giấu. Nó không bao giờ nó nói là con ốm đau hay con như thế nào, không bao giờ nó nói ra. Nên nhiều lúc thương em lắm. Đến bây giờ thế cứ bảo thôi con cứ cố gắng đấy đi, con được như ngày hôm nay là cũng rất là nỗ lực, rất là kiên định rồi, thì bây giờ con phải nỗ lực hơn nữa. Thế thôi chứ còn không biết như thế nào được. Từ năm 14 tuổi đến hình như là được mỗi một giải ở Trung Quốc, đá giao lưu, là thầy Dũng, là như là năm U14. Đấy, thế thôi, còn lại là cứ gọi lên lại loại. Cứ gọi lên lại loại, kể cả cái đợt năm 18 cũng vậy. Lên tuyển U18 cũng thế, cũng bị loại. U18 là tại con bị trục trặc hộ chiếu. Trục trặc cái hộ chiếu là cái năm mà em tức là năm 14 tuổi em nó lên liên đoàn, thì liên đoàn đã làm cho hộ chiếu cho em rồi. Thế đến lúc mà cái đợt làm chuẩn bị làm cái U18 đá giải ở bên Trung Quốc ấy, là làm hộ chiếu thì em mới đi, thì nó lại khai làm lần đầu. Tức là đến lúc là bên công an người ta bảo là không trung thực, thế là không hộ chiếu không hợp lệ, đến lúc ra sân bay nó không có hộ chiếu, bắt đầu phải về. Thế lúc mà về đấy thì Việt Anh thì bây giờ là con trục trặc khóc như mưa luôn, nhỉ? Con ra sân bay bây giờ đến lúc liên đoàn bảo là trục trặc hộ chiếu này không được đi thì thôi thì chú thế sao không về thật về thẳng nhà với cô chú không rồi. Thì nó lại về cô lạc bộ Hà Nội chứ là nó không về nhà luôn đấy. Thời điểm đấy không phải thời điểm đấy là nó không về nhà nữa, nó có nghĩa là lúc đấy là nó suy sụp đấy. Đấy, suy sụp nhất là cái thời điểm đấy, là có nghĩa là nó không về nhà nữa mà nó cứ ở trên đội. Cái thời điểm đấy hình như là đội được nghỉ ấy, là nó vẫn cứ ở trên đội không về. Lúc mẹ điện bảo con này, con vào trong này chơi với bố mẹ đi, chứ chơi với bố mẹ vài ngày với này khác, thì nó lại nói là nó ở đấy để nó tập. Thế nhưng đến về sau này cô chú mới biết rằng là em bị suy sụp nên nó ở nhà, ở lại đội, không muốn gặp ai cả. Trong cái lúc đấy là nó không muốn gặp ai nữa đấy, có nghĩa là đến nỗi mà nó nói với cô này con cũng không biết là như thế nào nữa. Mỗi một lần gọi lên đấy thì nó nói là con bây giờ giống như là gọi lên thì gọi lên thôi, nhưng không có niềm tin để mình được trụ lại trong cái đến cái giây phút cuối cùng. Có nghĩa là nó mất niềm tin ở đến nỗi như thế. Thật sự ra mà nói là Việt Anh là hơi bị trong cái những cái giải trẻ đấy là hơi bị đen đủ. Chưa đá một trận một giải nào ở nước ngoài. Còn trong nước thì vẫn giống như là đã giải thanh niên, thanh niết các thứ thì vẫn có. Nói là em nó có một cái nghị lực rất là phi thường ở cái vậy đấy. Thật sự ra mà nói là lúc mà khi mà cô chú đi đấy thì nó có điện cho này, là lẽ ra là mẹ phải động viên con, nhưng mà con động viên mẹ là thôi mẹ cứ đi, con sẽ cố gắng để báo đáp bố mẹ sau này. Thì cô nghĩ đấy chắc là cũng là một cái ấy của con, động lực. Đấy, động lực của con. Lúc nào nó cũng thương mẹ lắm, đêm điện này lắm, thế mẹ cứ cố gắng, hai mẹ con cùng cố gắng. Lúc nào nó cũng động viên mẹ như thế, thì cô nghĩ đấy chắc là cũng là cái động lực của em. Mà kể cả như mà cái lúc mà đi sang cái đội Hà Nội B đấy, thì trước cái lúc đấy là em cũng chưa được đánh giá cao đâu. Nhưng mà nó nói với cô câu như này là mẹ yên tâm. Hồi đấy là anh này anh ít nói, nói chung là ít nói, cả ngày cứ lầm lì vậy. Thế xong nó nói với cô, nó điện cho cô là mẹ cứ yên tâm, con sẽ nỗ lực hết sức và để cho thầy phải công nhận con làm
sẽ phải được đá chính. Mẹ cứ yên tâm như thế, nhưng mà đúng thật sự ra là em nó làm được. Em nó làm được và cô đúng thật sự ra cái giải đấy là cô thấy tự hào vì em mười mấy trận anh nhỉ, là con đá chính hết. Mà hình như là bị thủng lưới có mấy bàn đấy, của Hà Tĩnh đấy. Là cô đã biết là cái nghị lực của em rồi. Hồi đấy là từ đấy đi là cô thấy là mình cũng nên tin tưởng vào con. Chứ lúc trước là cô cũng mông lung lắm, cô cũng không biết như nào nữa. Nhiều lúc nghĩ là bây giờ về thì cũng chả biết là làm cái gì, vì là học thức thì không được bằng ai cả. Thật sự mà nói như thế, vào trong đấy thì chỉ cơ bản các thầy dạy chuyên môn chính thôi, chứ còn học cô bố mẹ kèm còn chẳng học được nữa. Mà khi vào trong đấy, cô thì năng nổ đi họp phụ huynh cho em với này nọ lắm. Nhưng mà đến đấy thì tự mình cũng biết được là trong cái môi trường đấy về học văn hóa thì không được. Nói chung cái thời điểm đấy đấy là cô chú là làm ăn bị kiểu như là thua lỗ nọ kia, nên là cô chú cũng không nói với em. Nhưng mà đến khi mà chị của Việt Anh đấy thì là nói là bây giờ là em ở nhà là em phải cố gắng. Chị thì là ở Thái Bình, còn em thì ở trên này, bố mẹ thì vào trong đấy. Trước đấy thì nói chung là Việt Anh với chị Việt Anh là được chiều chuộng tất cả mọi cái. Là nói chung là gia đình thì có thì cũng không phải là có nhiều, nhưng mà không để cho các em thiếu thốn cái gì. Xong rồi cái thời điểm đấy là sau đấy là Việt Anh biết, thì đấy nó cứ điện và nó động viên mẹ như vậy đấy, là thôi mẹ cứ cố gắng, con với mẹ cùng cố gắng, nó nói như vậy đấy. Thì cô nghĩ là chắc đấy là cũng là cái động lực để cho em. Chứ trước đấy thì bố mẹ chiều với lại em học hành những ngày khác, cô lúc nào cũng chở em đi học xa nhà cách 15 cây mà. Trường của Đông Hưng. Năm mà ra mình ở bên cố là năm đấy là Việt Anh được 12 tuổi. Tức là em nó đã giải xong giải U11 Thái Nguyên. Rồi bắt đầu lên lúc bây giờ là còn Hà Nội TVT, là được mấy tháng là nhà chú là bắt đầu mới phải đi Việt Nam. Tức là hình như năm 2012 thì phải. Năm là đá ở Ninh Thuận. Đấy, thì đá ở Ninh Thuận đấy. Đá U13 Ninh Thuận. Là cô chú xác định là quay về, lúc đấy là em chưa biết gì. Xong khi là xác định là quay về, bảo thôi khả năng quay về bán nhà. Thì em nói là bố mẹ cứ cố giữ lại cái nhà, đừng có bán. Bây giờ cứ cố gắng đi. Chắc là con cũng cố gắng vài năm nữa thì lúc đấy chắc gia đình mình cũng đấy. Thì là quyết định mới không bán nhà, làm cái nhà ở Thái Bình là giờ vẫn còn. Tết là nhà mình vẫn về. Không, Tết thì nói chung là bây giờ nhà thì về, Đồng Bất không nữa, thì còn về thì Đồng về nhà anh. Nhà thì không có người trông nom, các chú, các bác. Giờ nó cũng hoang tàn lắm. Hơn 10 năm. Đến bây giờ là được 10 năm rồi. 11 năm. 11 năm rồi. Đầu tiên mà thì anh nhận được giải đấu thì gửi cho bố mẹ, thì lúc đấy cô có chia sẻ kỷ niệm được không? Cái năm đấy là em đã cúp Yamaha của giải Nhi Đồng đấy, ở Thái Nguyên đấy. Là em được thưởng cầu thủ xuất sắc ấy, là được 10 triệu. 1 triệu, lúc bây giờ là cầu thủ được 1 triệu. 1 triệu nhỉ, 1 triệu mấy cái gì nữa nhỉ? Đấy là tổng thể. Tổng thể cái đợt đấy là là được khoảng 5 hay 7 triệu gì đấy. Thế là cô chú mới bù thêm tiền vào, đặt mua cho Việt Anh một cái sim. Sim bây giờ Việt Anh vẫn còn giữ đấy. Có nghĩa là năm lúc bây giờ thì thực tế là nhà chú thì vẫn còn là lúc chưa bị bể nợ, nên là vẫn còn có điều kiện nghĩa là đi mua cho đấy. Nhờ người mua cho các em cái sinh cái sim năm sinh của em là 7-8 chỉ vàng cơ. Đấy là đến bây giờ là Việt Anh vẫn còn giữ cái sim đấy, có nghĩa là vẫn liên hệ bằng sim đấy luôn. Đúng rồi, có nghĩa là thôi thì cũng ấy cho em để sau này làm kỷ niệm. Thì đến bây giờ vẫn đấy, vẫn giữ cái sim đấy. Đấy là thời điểm mà Việt Anh còn nhỏ, 11 tuổi. Đấy U11 đấy, đá U11 Thái Nguyên. Vâng, còn khi mà
gia đình mình có cái khó khăn như vậy, thì cô nhớ là cái thời điểm mà Việt Anh có thể hỗ trợ gia đình mình một khoản nào đó không? Không, nói chung là thực tế là đào tạo trẻ thì cháu thử xem nghĩ xem Hà Nội ấy, chỉ đào tạo trẻ nó lương tháng được khoảng 1 triệu, 1,5 triệu thì gọi là cô chú còn phải bù về chứ làm gì có tiền đâu mà em nó phụ cơm. Nếu mà có tiền thì chỉ có là tiền em mua vé máy bay vào với cô chú. Đây. Có nghĩa là nếu mà có tiền thì em sẽ mua vé máy bay để vào với cô chú là 1 năm được 1 lần. Là thăm bố mẹ, thế thôi, ở với bố mẹ. Cô còn nhớ kỷ niệm đầu tiên mà thế anh bay vào, từ Hà Nội bay vào Bình Dương. Lần đầu tiên là hai mẹ con cả gia đình gặp nhau ở Bình. Không, là hai chị em, tức là lúc bây giờ chị ở Hà Nội, chị ở Thái Bình. Ôi trời, nhớ cái kỷ niệm đấy thì thật sự ra khổ cực kỳ luôn. Có nghĩa là mua vé máy bay hai chị em, nhưng mà lại hai chị em khác chuyến nhau. Cách nhau 1 tiếng thì chị vào trước, chị lên máy bay trước, vào trước. Cuối cùng em phải nói chuyện với chú, hai chú cháu. Quên mất giờ bay. Tức là mua vé nha, xong đấy cái chú rẻ ở ngoài Hà Nội này chở lên sân bay thì lại chậm 1 tiếng. Chậm mất hơi như có 15 phút, chậm 15 phút vào nó bắt đầu đổi vé. Nó không đổi cho, nó bắt đầu mua vé lại mua vé mới 2,8 triệu. 2,8 triệu rồi bắt đầu lại cứ ngồi không để ý, lại trễ lần nữa. Lại trễ mất 15 phút nên là vào năn nỉ khóc mãi cuối cùng nó mới cho đi cho vào. Mà lúc bây giờ là em là cũng may là trong đợt đấy là em cuối năm là trung tâm cũng có cho mấy triệu ở trong túi mới đổi được vé vào, chứ không có thì không vào nổi như nào. Thế là điện mà gọi là chầy chật mà cô chú ở trong cứ sốt ruột, nữa em cứ điện liên tục, tí thôi điện bỏ thế nọ thế kia bỏ thôi chết dở rồi. Trong cái lúc đấy là chú đi đón em, còn cô thì vẫn còn đang phải làm. Thế là cô không làm được nữa, cô khóc kinh lắm vì là nó còn nhỏ như vậy mà. Năm ấy chắc 14. Thế là cô mới nhờ bạn cô chở đi. Thì đến lúc đấy là chú đã đón được em rồi. Là anh ta không dám nhìn mẹ nữa, bởi mẹ khóc. Anh cứ ngồi đằng sau bố này là nhìn trộm mẹ thôi. Nhìn trộm mẹ. Mà nói chung là kỷ niệm của cô, của nhà cô Việt Anh thì nhiều. Cô có cho rằng cái biến cố đấy mà nhờ đấy mà Việt Anh cứng rắn hơn không? Bởi vì cháu vừa nghe nói là thời điểm đầu tiên khi Việt Anh đi vào bóng đánh rất là nhiều mẹ, và thậm chí cô còn phải lên ôm Việt Anh và ngủ Việt Anh một đêm cho Việt Anh cảm thấy đỡ nguy nga được đánh mẹ. Thì có lẽ sau cái biến cố đấy thì Việt Anh có vẻ như đã cứng rắn hơn 100%. Cô nghĩ là như vậy mà rất là ít nói. Có nghĩa là giống như là nó có một cái gì đấy nó ấp ủ trong người nó đấy. Không, nó rất là ít nói. Cái thời điểm đấy đi đến thầy nào cũng nói là anh này anh ấy ít nói, mà kiểu như là không muốn chia sẻ với ai về một cái vấn đề gì đấy. Đấy. Thì cô cũng nghĩ đấy cũng có thể nó là cái động lực để cho em. Thực sự mà nói thì cuộc sống của Việt Anh có vẻ khá là chúc chắc thời đoạn mà còn trẻ, 11, 12 rồi 14, 15, 16 thì có những cái khó khăn về chấn thương. Tuy nhiên thì đến thời điểm năm 2019 có lẽ là thời điểm mở cho Việt Anh một cái chương mới. Cháu nghĩ như vậy khi mà cô còn nói rằng là đã có thời điểm Việt Anh chỉ lên và nghĩ là đi về, nhưng từ 2019 đến giờ thì Việt Anh được lựa chọn hàng đầu từ Hà Nội FC đến là đội tuyển U23 của quốc gia Việt Nam. Với cô, khi mà cô nhìn thấy Việt Anh thi đấu ở Hà Nội FC ở cái giai đoạn mà đột phá liên tục từ năm 2021 và đỉnh cao Việt Anh là cái danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của V-League, thì cá nhân cô cảm thấy là khi mà một cậu bé đã vượt qua những khó khăn để cuối cùng trở thành đã có cái thành công nhất định ban đầu của sự nghiệp của bóng đá. Nói chung là đến cái thời điểm đấy là cô cảm thấy là rất là tự hào. Thật sự là rất là tự hào về con mình. Nó giống như là nó đã vượt qua được tất cả mọi chướng ngại vật để đến được với cái đích của nó. Thì cô cũng nói với em là con được như ngày hôm nay đấy thì mẹ cũng rất là tự hào, mà mẹ mừng. Thì nó bảo vâng, con cố gắng vì gia đình mà. Nó nói như vậy, con cố gắng vì gia đình mình mà, vì bố mẹ mà.
thì đúng là cô thấy là em cũng có nghị lực và nỗ lực, nó nỗ lực lắm. Cô cứ khen là người này tập mấy người kia chịu khó tập thì nó bảo là vậy thôi nhưng mà chưa chắc đã chịu khó bằng con đâu mẹ. Nó chỉ nói như vậy thôi, vậy thôi nhưng mà chưa chắc đã chịu khó bằng con được. Thì cô cũng không biết, bởi vì mình em thì ở với đội với thôi chứ đâu có ở với bố mẹ đâu, thì bố mẹ nghe con nói như nào thì biết như vậy thôi. Đấy, thì em nó nói câu như vậy. Thì có những lúc mà cô cũng bảo chú là thôi cứ tin tưởng vào con thôi. Đấy thì là cô vẫn còn làm trong đấy thì nó đưa bố ra ngoài này là để khám bệnh đấy. Thì nó bảo là bây giờ con cũng có một ít tiền rồi thì trước mắt là đưa bố đi khám bệnh. Nếu mà bố không bị gì thì lúc đấy con sẽ nói với mẹ. Thì sau đấy là nó đưa bố nó ra ngoài này là cũng đi khám chụp chiếu nội kia thì các bác sĩ nói là không bị gì đấy. Thì em mới nói là thôi bây giờ là con đi mua nhà cho bố mẹ để cho bố mẹ về đây để gần gũi để con tiện chăm sóc. Nhưng bây giờ bố mẹ mà ở trong đấy thì con xa mà con cũng không biết là như thế nào nữa. Một năm mới gặp bố mẹ được một lần đâu có ấy được đâu, thì con mua nhà thì trước mắt là con không có đủ tiền, con phải vay mượn bạn bè. Thì nó nói dối với cô là cái nhà này là mua 1 tỷ. Thật sự là cô với chú mới biết về sau này thôi. Mới biết sau này, chắc năm ngoái, tầm năm ngoái mới biết. Là mới biết là cái nhà này là nó hơn cái số tiền đấy. Chứ cô cũng biết, nhưng mà nó nói là con vay mượn bạn bè để trả dần. Thì cô chú thì cũng cứ biết như vậy thôi. Còn vay mượn của ai ấy thì cô cũng biết. Bây giờ thì nhà mình có là Bình Dương không hay là ở Hà Nội luôn rồi đấy? Cô chú ở ngoài này luôn rồi. Ở ngoài này luôn chứ không có vào trong đấy nữa. Cả nhà giờ ngoài này, chị gái Việt Anh cũng ra ngoài này đi làm rồi. Giờ xác định thì không bao giờ vào trong đấy, có thì chỉ có về quê làm nhà thôi chứ còn chả bao giờ xác định đi Bình Dương, Bình Dương gì nữa. Chỉ có ở đây thôi. Nói chung là đợt đấy để nói về cái nguyên nhân mà mua nhà thì nó là phải như thế này. Và lúc bây giờ là chú ở trong ấy là tự nhiên nó lên cân nhiều quá, nó bắt đầu đi khám. Đi khám thì nó lại có một cái nang ở thận. Nè, thế là bắt đầu mới điện về cho nó bảo thôi bố phải là bố trí để cho bố ra ngoài này để con đưa bố đi khám bệnh xem sao đã. Thì nếu mà ra lúc ra đi khám thì nó thôi, bây giờ con đi khám bệnh cho bố, nếu mà không việc gì thì con quyết định là bố ở ngoài này để con đi mua nhà cho bố mẹ ra ngoài này ở. Còn nếu mà bố mà bị nó sợ là ung thư ung thiếc, nếu ung thư ung thiếc thì gọi là phải tập trung chữa bệnh cho bố đã. Thì nói chung là đi kiểm tra ở bệnh viện Sanh Bôn là không được gì, thế nó quyết định là nó bắt bố nó ở ngoài này là đi mua nhà. Thì nói chung là mình thấy cũng mình bảo bây giờ con chưa có tiền mà con bảo con mượn bạn mượn bè, thế nữa là cũng cái chị Trinh mà khi gọi là quản lý đấy nghe, thì chị cũng bảo thôi chú cứ yên chí là em nó bây giờ em cũng có vài 300 rồi, thì nếu nó không mua nhà có hơn tỷ thôi, nó nói là đợt đấy nó bảo mua nhà là có 1.4 tỷ nghe, thì gọi là nó nợ không đáng kể, chỉ một vài tháng là em nó là ổn, là bọn cháu là cho nó em nó mượn. Thì bảo thôi bây giờ thực tế là bố mẹ cái điều kiện như thế mà con mua nhà thì rất là phấn khởi thôi, làm sao được nhỉ, rất là vui mừng và phấn khởi. Nhưng mà cũng hơi ngạc nhiên là làm sao em nó cũng, bởi vì lúc bây giờ nó mới đào tạo trẻ xong, đang đào tạo trẻ chứ đã được đá mấy đâu. Nhưng cũng có tiền mua được nhà cho bố mẹ cũng rất là mừng. Trước khi dặn sang Úc, đã ở bên Úc là em bị loại. Nhưng đến ngày 29, ngày 28 Tết là em nó về, nó đang cùng chú là hai bố con,
tức là chú với cô ấy là đi ra chợ mua cây quất nghe, thì là em nó điện nó bảo bố ơi, anh Tuấn vừa điện bảo con là lên tập trung tuyển đá trận Trung Quốc. Thế là chú hai vợ chồng mừng sướng quá lắm nhỉ. Thế là mua phứa cây quất xong về, về bắt đầu đây là sắp cơm sắp nước cho em ăn xong đến 8 giờ là lên đội, lên đội đúng ngày hai tối ngày 28 Tết thôi. Thì lúc bây giờ mới là cảm thấy là hạnh phúc thật. Thực sự lúc bây giờ bởi vì là mình nghĩ là nếu tập trung sớm thì không cơ hội ra sân. Thế nhưng mà đến sát ngày rồi, mùng 1 đá mà đến 28 là bằng 29 cháu nhỉ. Mà được gọi thì chắc chắn là sẽ có cơ hội là ra sân. Mà đúng hôm ấy là trận đá Trung Quốc là hiệp 2 em được vào. Cô chú có ra không? Có chứ, có cả nhà phải ra xem hết. Trước lúc nó đi nhé, mà chú nó mẹ nó dẫn ra rồi, có mẹ ở nhà để cho bố dẫn con xuống, mà cứ phải dẫn ra tận xe nhé. Dẫn ra tận xe bắt đầu nó mới đi chứ, mà cứ đi lần nào 10 lần phải như 10 không. Chỉ có ôm mẹ ở chỗ cửa này thôi. Ở cửa thôi, còn nó ở chỗ mẹ được xuống nữa. Bố dẫn đi. Ngoài ra còn cái hành động nào mà mang tính tâm linh nữa không? Cái tâm linh, ví dụ như nó về trước lúc đi là bao giờ cũng phải bố dẫn xuống đến tận xe nhé, là xuống thì cái xuống khỏi cầu thang nó có hai lối đi nhé, đi phải đi vòng đúng cái lối kia thì đi tối này nó không nghe nhé. Mới lại Việt Anh có lý giải là tại sao nó thế không? Tức là nó phải bắt nguồn vào một cái hôm nào đó mà thì làm nó như bảo, thế mà thế đấy thì nó lần nó tức là đi lần đầu tiên chú dẫn nó đi lối đấy nhé, nó chiến thắng nhỉ, là nó. Mà cháu có biết không, ví dụ như kiểu cái trận mà Philippines, tức là tất cả trước cái trận đấu nhé, là cứ tầm khoảng 12 giờ là chú phải nhắn tin chú chúc nó. Nhắn tin chúc nó, thế là cũng đúng cái trận hôm cái trận Philippines thì lại nó lấn cấn là quên không chúc. Thế là đến trận cái trận Philippines đá Việt thì nó hòa. Thế đến trưa hôm sau chú đang nằm nó mới điện về nó bảo, đấy bố con đã bỏ bố rồi nhé. Bố chúc con bố không chúc, thế là hòa luôn, nó bây giờ khó khăn. Rất là tâm linh. Rồi vuốt tóc. Tóc anh ấy có nghĩa là trước đấy là cái trận đá mới Nhật. Không, đấy anh là ta vuốt tóc. Nó vuốt tóc thì là ấy, xong đến khi đấy là khi sau đấy là anh ta cứ vuốt tóc. Đấy là đợt ở câu lạc bộ cái trận đá với Thành phố Hồ Chí Minh là không vuốt tóc. Là bị hòa nhá, đến trận đá với Thanh Hóa đã bù vào Thanh Hóa vuốt tóc, thế là cứ sau trận đấy là trận nào cũng cứ phải vuốt tóc. Nói chung thằng này nó thiên về tâm linh cực kỳ luôn. Cái bàn thờ rất là to, có nghĩa là cái này là ý tưởng của người anh hay là tham khảo với mẹ? Cái này thì nói chung là đồ thờ đồ thiếp, cái này ở nhà thì là chú sắm thôi chứ còn em đâu. Cái hai đứa cháu cứ để ý xem tất cả cái khi hát quốc ca ấy, cứ bao thường thường là cứ phải đến đúng cái đoạn đường vinh quang nó mới ra hoa hát chứ nó không hát trước. Ở cái lý do là vậy, nó cũng vì cái tâm linh. Không, có nghĩa là cái hôm mà cô xem đấy thì cô bảo là bố tại sao con lại không hát quốc ca, thế nó bảo không, con phải đúng đoạn đường vinh quang con mới hát ở, thế tại sao vậy, vì là mấy trận trước con hát như vậy nó thắng thì giờ con cũng vậy chứ. Nó nói như thế. Thì hôm mấy mọ cô cũng đọc ở mạng thấy người ta cũng nói em thế này thế khác thì cô cũng thấy buồn, nhưng mà thôi cái đấy là mình hát trong tâm của mình, trong tim của mình là được rồi, chứ đâu cứ phải là mình hát ra ngoài mồm mới là yêu nước đúng không? Đấy, thì cô nghĩ là như vậy. Chứ còn người ta nói là không thuộc quốc ca bên này khác thì làm sao mà không thuộc được, em nó đi từ nhỏ tới bây giờ đấy. Nhưng đấy cái trận chung kết xong rồi đấy, huy chương vào vàng xong rồi anh chả hát mồm anh ngoắt ra anh hát đấy. Cái này thì nói chung là anh ấy tin vào cái sự may mắn nhiều. Nếu mà để lựa chọn là một cái cột mốc thành công của người anh thì đánh cô thì đâu là cái thành công nhất về đánh cho hiện tại mà cô cảm thấy là tự hào nhất? SEA Games hay là thi đấu quốc gia Việt Nam hay là môn văn nghệ Việt Nam? Nói chung là mấy cái cột mốc đấy thì thấy
cô thấy cái nào cũng mình cũng đáng tự hào. Tự hào theo mỗi cái cách riêng của người mẹ, đúng không? Nghĩa là cái cột mốc nào cũng thấy đấy, khi mà lúc mà em được đi bóng đá lần đầu tiên đấy thì cô cũng thấy là rất là vinh dự, vì là em cũng lọt trong cái top, chỉ là nhi đồng thôi nhưng mà cũng là lọt trong cái top 10 cầu thủ xuất sắc. Cái đấy cũng là tự hào mà. Đấy, xong rồi đến khi mà em được lên những cái cấp bậc đội tuyển nọ tuyển kia đấy thì mỗi một lần thì mình cũng thấy con mình có nỗ lực, có cố gắng, thì là người mẹ thì thấy con mình ngoan ngoãn rồi có kiên định như vậy thì cũng rất là tự hào và mừng. Đấy, thế thôi, chứ còn cô thấy cột mốc nào mình cũng đáng trân trọng. Lúc nãy cháu có nghe thấy là cô có chia sẻ về việc là ngày xưa mà Hậu với cả Việt Anh ấy cũng là hai bạn cùng quê, cùng trưởng thành ở Hà Nội, thì cũng có những cái tiềm năng ban đầu đo xương, cũng ở chiều cao tốt. Mà tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận một điều là Hậu lại phát triển nhanh hơn, xuất phát điểm nhanh hơn. Thì có bao giờ cô cảm thấy là hơi lăn tăn một chút, hơi lo lắng cho Việt Anh hay không? Bây giờ câu chuyện cũng bình thường thôi, vì câu chuyện con nhà người ta, một bạn học sinh giỏi hơn, hàng xóm mình lại thấy tốt hơn mình, thì nhiều khi cũng sẽ có những cái lo lắng. Thì không biết là cảm xúc của người không hỏi thêm. Thật sự là lo thì cô không có lo. Nhưng mà mình cũng thấy buồn. Thấy buồn cái là cùng như thế. Mà có nghĩa là bạn thì may mắn hơn, còn con nhà mình thì chưa được may mắn. Nhưng mà cô cũng tin ở là những lúc mà em nó điện về, nó nói là con cố gắng thế này thế khác, thì mình cũng tin vào con. Nghĩ là chắc là sẽ một ngày nào đấy, nếu như mà con mình cứ như vậy, cứ cố gắng như vậy, thì một ngày nào đấy thành công cũng sẽ đến với con thôi. Thì cô nghĩ là như vậy. Còn tất nhiên là nếu nói để mà buồn thì chắc chắn một điều là ai cũng buồn. Khi mà hai bạn lên cùng mà một bạn thì may mắn, một con nhà mình thì cứ như thế thì cũng buồn. Mà không phải là con nhà mình cũng không phải lấy, phải không? U nào cũng được gọi lên tuyển, có nghĩa là tuyển U14, 15, 16, 17, cái U nào cũng được lên. Không phải là, không phải, mình cũng phải là nghĩ là con nhà mình nó cũng phải là cố gắng rồi. Nhưng mà đấy nó cũng có thể là một phần nào đấy do may mắn hay là như nào đấy. Thì cô cũng tin tưởng ở em thôi. U23 Việt Nam này thì vừa lên một trò. Cá nhân cô thì chủ động thì cảm thấy như thế nào khi mà Việt Anh ở với Gan Lì cũng là một người cứng cáp. Thì cô hy vọng rằng cái tổ chức nào đó của Việt Anh có thể đem đến cho bạn ấy khi bạn ấy làm thủ lĩnh của đội U23 Việt Nam, niềm tự hào của đội tuyển quốc gia ở cái sân chơi cũng là lớn của U23. Đánh giá về con mình đấy thì một người mẹ thì lúc nào cũng thấy con nhà mình thật là xuất sắc, thật là gì gì đấy, đúng không? Nếu mà ấy về cương vị của một người mẹ, cô nghĩ là em thì nó đã sẵn sàng thì mình cũng nên tin tưởng vào con, ở cái sự bản lĩnh của con, hoặc là phong độ hay là gì gì đấy, thì cũng tin tưởng ở em, với lại tin tưởng ở các thầy, với ấy rất là đã có cái gì đấy phải tin tưởng em thì mới giao cho em cái cương vị đấy, đúng không? Thì mình cũng cứ tin tưởng như vậy thôi. Còn nhưng mà như chú, tại vì đội trưởng thường thì phải hò hét nhiều, phải nói nhiều, giao tiếp nhiều, thì với cái tính cách của Việt Anh như thế thì có thể làm tốt cái công việc đó không? Nói chung là từ trước ấy thì em đó, cô nói là nhút nhát cái thời nhỏ, còn thôi. Nhỏ thôi, chứ bây giờ một mấy tuổi một thôi, vài năm về đây thì ví dụ như kiểu em đó, năm em 19 em đã làm đội trưởng rồi, chứ đợt U19 quốc gia em làm đội trưởng ấy thì nó cũng gọi là cũng có tính chất, có tố chất của thủ lĩnh rồi, chứ không phải là
gọi là nhút nhát nữa, nên là chú cũng tin vào bản lĩnh của em. Với hơn nữa là đến bên lên đến U23 này thì gọi là cũng được các thầy chắc phải nhìn nhận về chuyên môn của em, với lại có cái tố chất gì đó thì các thầy mới giao cho, thì chú cũng tin tưởng và cũng động viên em là hết sức cố gắng thôi. Chứ bảo là nhút nhát thì có ngày thời ngày xưa nhút nhát, thì bây giờ thì bản lĩnh rồi, va chạm nhiều. Bây giờ nhà mình ở đây rồi thì Hà Nội FC cũng rất thoải mái trong việc là cầu thủ trở về nhà ấy. Thì một tuần thì Việt Anh được về nhà bao nhiêu ngày trong những thời điểm như thế này, hoặc là trong giải đấu bình thường như V-League thì em được về nhà? Nói chung mà trong lúc đá V-League thì em nó hầu như là nó ở trên đội. Tức là cứ trước một trận đấu, ví dụ như kiểu là ngày mai mà đá thì tối nay nó về, là thằng này nó tiêm thêm một tâm linh nhé. Nên là tối bắt đầu về là điện cho bố, về là nấu cơm nấu nước, xong bắt đầu trước lúc đi là thắp hương đốt khói ông bà tổ tiên rồi bắt đầu mới đi. Nên là cứ trước trận đấu, hoặc là ví dụ như đấy là đá Hà Nội hoặc đá ở chỗ khác vậy, trước hôm sau đi thì hôm trước nó về nhà ăn cơm bố mẹ rồi bắt đầu hương khói cho ông bà rồi mới đi. Không biết là thường thì Việt Anh thích ăn món gì, cháu không biết là liệu có một cái tâm linh nào không thì Việt Anh sẽ ăn một cái món duy nhất trước trận đấu hay không? Không, nói chung là nó tâm linh cái, những cái vớ vẩn của nó thôi, giống như là cảm thấy ví dụ cái trận trước đá tốt thì anh ta sẽ nghĩ ra là hôm nay chắc là tại ta vứt tóc đấy, thì hôm sau anh ta cũng vứt tóc như vậy thôi, ví dụ như thế. Chứ còn ăn uống hay ấy gì thì mới lại cái chúc nha, cái chúc là mẹ không bao giờ được chúc con trước bố đấy, là thường thường trước trận đấu đấy là chú sẽ chúc, còn xong rồi thì cô mới chúc, chứ không phải là cô chúc trước đâu. Có một trận là cô chúc trước là em thua đấy. Đấy là cô cũng tâm linh như vậy nữa. Nói chung tâm linh là do gen rồi. Thật cô nhá. Khi mà không cần món gì nhưng mà lúc nào về bố cũng mua gà về rồi. Mới lại đi xem em đá đấy, là nếu như mà cái trận này cô mặc bộ quần áo này thắng, trận sau dứt khoát cô cũng sẽ mặc bộ quần áo đấy. Đấy là sự thật, cô không nói sai một tí nào luôn. Đấy. Có nghĩa là như cái đợt ở Việt Trì vừa rồi, mấy trận cô chỉ mặc có một bộ quần áo đấy thôi. Cứ về xong lại giặt, đến lúc đi lại mặc. Cháu nhớ đọc báo thì Việt Anh có mang cả nguyên cái bộ SEA Games là đi ngoài ba châu Á rồi. Có, mang đi đấy. Rồi, tất cả đồ SEA Games là mang ba châu Á. Cháu tò mò một câu hỏi cuối là thường thì xin vừa nói rất là trước trận đấu thì em phải ăn gà, nhưng mà nếu mà ăn bình thường ấy thì em ăn món gì nhất mà nhà mình nấu? Cái món nem của cô làm là hầu như lần nào Việt Anh về cũng có cái món đấy, và thích nhất cái món nem cô làm, nem rang. Cả hai chị em lần nào cũng có cái món đấy, cứ ăn cơm lần nào em về là có cái món đấy lần đấy. Việt Anh có phải những lời cầu kỳ trong ăn uống hoặc ăn mặc không? Cũng khó ăn uống anh ấy cũng khó. Thì khi mà ngày ở hồi bé được bố mẹ chiều chuộng rồi, đáp ứng rồi, thì khi mà lên đội lên nhất các thứ, mà đương nhiên là ăn uống nó không khó khăn vất vả hơn, thì có Việt Anh có kêu ca về cái vấn đề đấy không? Em đặc biệt cái chuyện ăn uống em không kêu ca gì, không, nó không bao giờ nói những cái khó khăn của nó cho cô chú nghe. Có một lần duy nhất cô nhớ mãi là trời rét lắm, thế là anh ta giặt áo thì cứ phơi xong gió nó lại bay xuống, mà một buổi tối anh ta giặt 6 lần cái áo đấy. Có nghĩa là lúc nào cô gọi cũng con đang giặt áo, mà sau có mỗi một cái áo mà con giặt liên tục, con phơi xong nó lại bay xuống, mà từ tầng 6 xuống đấy là đúng 6 lần một buổi tối. Cô nhớ ở Hà Nội đấy. Cháu chỉ tò mò một câu này, tại sao lại phù hợp với anh? Cái tên, ý nghĩa của tên rất là hay. Cái tên này đấy là đúng, thật sự ra mà nói là lúc cô dặn chú là sẽ lấy tên họ của chú và tên họ của cô là Bùi Nguyễn Việt Anh cơ. Nhưng mà khi mà chú lại thích cái thời đấy thì thực tế là chú thích rất thích Trương Việt Hoàng. Rất thích Trương Việt Hoàng nên là chú với cái đệm của nó là Bùi Hoàng Việt Anh. Tên đệm rồi, tại sao là Việt Anh không phải là một cái tên khác? Ô, Việt Anh là cô nó đặt cho.
Vâng. Tức là em gái chú Đạt. À, xong vâng. Rồi còn cái còn lúc đi làm khai sinh là chú đệm là Bùi Hoàng Việt Anh là đấy, thì chú nói lý do là đợt đấy là chú đang thích Trương Việt Hoàng. Không biết là cô có cảm thấy là buồn không ạ? Tại vì ban đầu đã thống nhất với nhau là Bùi Nguyễn Việt Anh rồi. Thì sao lại là Bùi Hoàng Việt Anh thì... Nhưng mà chú nói chứ như vậy thì hồi đấy cũng không quan trọng lắm thì à. Thôi thì thấy nó cũng hay hay thì thôi. Nguyễn Hoàng là cơ hội là có cái bố vô lê và tay rồi 98 99 là sinh em cũng có một cái dấu mốc lịch sử.